Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với đêm chung kết 1 của cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Cuộc thi dành cho các bạn trẻ yêu ca hát từ 16 đến 28 tuổi do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mây Quy thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jazz, được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chỉ còn 2 thí sinh nữa thôi thưa quý vị, rồi chúng ta sẽ biết được 3 thí sinh nào nằm trong nhóm tự tin, tức là có số điểm cao nhất sau đêm thi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần dự thi của thí sinh thứ 7. Xin Lưu Hiền Trinh mã số 07. Xong phần thi của mình,
Hạ Trâm nè, Thanh Ngọc thấy là dường như dòng nhạc mang âm hưởng dân ca là một lựa chọn an toàn và mang lại nhiều may mắn. Bởi vì cho đến thời điểm này thì Thanh Ngọc thấy là đã có 4 trên 7 thí sinh lựa chọn dòng nhạc này cho phần dự thi của đêm thi đầu tiên của mình. Và vừa rồi Lưu Huyền Trinh đã thể hiện một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, bài hát mang tên Cặp Ba Lá. Và bây giờ không biết là ban giám khảo sẽ dành những lời nhận xét nào cho sự lựa chọn và thể hiện của thí sinh Lưu Huyền Trinh đây. Xin mời nhạc sĩ Việt Anh ạ. Xin chúc mừng bạn đã thể hiện tốt cái bài hát này. Thì tức là từ đầu đến giờ thì tôi thấy là sự xuất hiện của bài hát này nó rất là đặc biệt, bởi vì là nó mang lại một không khí âm nhạc, không gian khác hẳn với cả những bài trước đấy. Và rõ ràng tức là mọi người đều bị cuốn hút vào nó về mặt cảm xúc. Thì bạn đã thể hiện rất là, tôi cảm giác là rõ ràng những cái tình cảm ở trong cái bài hát, và ngay cả cái sự kết hợp với dàn nhạc cũng rất là chuẩn. Chỉ có điều tức là giống như cái đoạn kết á, tức là mình đã hát trôi chảy và tốt từ đầu đến cuối, nhưng mà đoạn kết thì tôi chờ một cái gì đó nó bứt phá hơn để mình có thể kết được, thì tôi vẫn chưa thấy điều đấy. Chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Việt Anh và xin được nghe những lời nhận xét của nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương. Em thuyết phục chị về hai yếu tố. Thứ nhất là về hình thức, thứ hai là về giọng hát. Anh Việt Anh thì khen rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay chị chỉ muốn nói là em phải cảm ơn ban nhạc, bởi ban nhạc hôm nay chơi cho em rất hay. Xin được cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà ban giám khảo dành cho Lưu Huyền Trinh. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 18,90. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 18,70. Nhạc sĩ Việt Anh 18,70. Và nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương 19,20. Vâng ạ, một số điểm cũng khá cao. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị yêu thích tiết mục của bạn Lưu Huyền Trinh thì chúng ta hãy soạn tin nhắn THTH khoảng cách 07 gửi đến tổng đài 8483. Và bây giờ